Chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Lim Quân đây. Thì hôm nay theo của bạn Bé Gấu và bạn NQL LQ thì mình sẽ làm bởi vị tướng John trong mùa 20 này nhé. Trước tiên đến với clip thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi giải đáp thắc mắc của bạn NQL. Bạn ấy có hỏi là nên mua vị tướng Phoenix hay là vị tướng John. Nếu mà bạn là một người chơi thích đi rừng và thích những cái vị tướng xạ thủ có thể đánh mạnh đầu trận, lăn cầu tuyết sớm và giành chiến thắng thì Phoenix sẽ là một sự lựa chọn vô cùng thích hợp. Còn nếu thích một vị tướng xạ thủ tuy đầu trận không mạnh nhưng vài lết bắn cực mạnh thì John cũng là một sự lựa chọn mà anh em nên cân nhắc nhé. Đó, nói chung là mình thấy hai cái chất tướng này nó cũng khá đối lập nhau. Thứ nhất, đối lập về cái đường, có nghĩa là John thì đi đường và Phoenix thì đi rừng. Thứ hai, Phoenix là một tướng mạnh đầu trận và giữa trận, còn John thì sẽ là một tướng mạnh giữa trận và cuối trận. Đó, thế nên là tùy theo từng phong cách chơi thôi mà chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Thì quay trở lại với clip ngày hôm nay của mình, thì vị tướng John liệu rằng trong mùa 20 này có mạnh hay không? Uầy, hình như anh em nhìn thấy cái pha gì của lẫy không? Hình như là chúng ta vừa ăn được mạng của cái vị tướng Hayate. Không biết cảm nghĩ của anh bạn Hayate trong pha vừa rồi nó là như thế nào, nhưng theo mình thì sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất, một là thằng John nó hack, hoặc thứ hai là đen thôi, đỏ quên đi, đó. Thì đến với vị tướng John trong mùa 20 này, mặc dù bị giảm sức mạnh nhẹ nhẹ đến từ chị gà rán, nhưng theo mình cái vị tướng John vẫn có thể sử dụng và chơi cũng rất là ổn nhé. Quan trọng là anh em phải biết di chuyển, tại vì vị tướng John cũng là một vị tướng mà không một tí cơ động nào. Thế nên chỉ cần di chuyển sai hoặc là giữ vị trí không tốt thì chắc chắn sát thủ team bạn sẽ vào chăm sóc chúng ta rất là tận tình. Đó, trừ khi là về lết chúng ta full đồ rồi thì có thể đứng bắn solo 1v1. Chứ còn thí dụ trong đoạn đầu trận và giữa trận khi chưa có đồ, sát thủ nó dí vào thì thôi, chỉ có xác định là buông máy và nghỉ ngơi thôi. Và ở đây thì khả năng là chúng ta không thể chạy được rồi. Ulti cũng khá là thầm đến từ Hayate của team bạn. Thì với lần giảm sức mạnh này của vị tướng John thì theo mình nhớ không nhầm đó chính là giảm từ nội tại. Thì ở các mùa trước thì nội tại sẽ là khoảng 100 công vật lý, thì chúng ta sẽ được cộng thêm 1% bắn theo lượng máu tối đa của tướng địch. Có nghĩa là lết chúng ta có 1.000 công vật lý thì sẽ được bắn theo 10% máu tối đa của tướng địch. Còn bây giờ thì sẽ chỉnh là khoảng 150 công vật lý trên 1%. Có nghĩa là bây giờ chúng ta có 1.000 công vật lý ở trong giai đoạn cuối trận thì nó cũng chỉ cộng rơi vào đâu đó khoảng tầm 6-7% lượng máu tối đa của tướng địch thôi. Cũng giảm kha khá cái lượng sức mạnh của cái vị tướng John khi đối đầu với những cái đội hình mà có nhiều vị tướng tanh cơ. Nói chung là giảm thế này thì mình thấy cũng là một phần may mắn cho những vị tướng tanh bây giờ. Chứ còn không giảm thì về lết tanh là xác định khỏi chơi game luôn rồi. Ở đây hình như là sắp có giao tranh rồi này, chúng ta sẽ cố đứng sâu nha. Đó, tránh sự truy bắt đến từ những cái vị tướng sát thủ của team bạn. Và bây giờ thì Nano Pro thì chắc chắn là Low Pro rồi. Đó, bắn thế này thì cũng chưa thối đâu nhé. Đó, tí về lết kia, chúng ta chỉ cần dồn đúng một combo. Có nghĩa là chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường và chiêu 3 đánh thường thì chắc chắn tanh cũng sẽ bay màu. Nhưng bây giờ thì chưa đau lắm, chúng ta sẽ cố farm nhé. Nói chung là khi chơi những cái vị tướng xạ thủ mang cái tính chất là đánh về lết như kiểu vị tướng John thì chúng ta sẽ cố farm càng nhiều càng tốt. Tránh hạn chế combat trong đoạn đầu trận này, đó chúng ta sẽ cố tạo những cái lợi thế nhất định để chúng ta có thể sanh sớm hơn được so với xạ thủ của team bạn. Và trong trận đấu này của mình thì chúng ta sẽ sử dụng UF của luyện kim, một cái món trang bị hay chính xác hơn là lối phù hiệu có thể giúp cái vị tướng John hack vàng rất là nhanh. Thỉnh thoảng chúng ta đứng ở đường dòng, chúng ta bắn chiêu 2 tên thần ra mid hoặc là tên thần lên đường kinh công thì cũng có lúc là chúng ta sẽ ăn được mạng, hoặc không ăn được mạng thì chúng ta cũng sẽ lấy được những cái lần nội tại của lối phù hiệu liệt kim, giúp John có thể tăng tiến sức mạnh nhanh hơn rất là nhiều. Cái trận này thì mình chắc chắn anh em một điều rằng xanh nhất map thì mình chưa dám khẳng định, nhưng xanh nhất team bây giờ thì chắc chắn là mình rồi. Tranh với ngựa từ từ nào, có thanh niên Nakroth này rồi. Nakroth pha này có vẻ là chạy hơi lòng vòng nha. Rồi bây giờ chạy đâu nhỉ? Rồi chạy ra đây fit cho John là xác định rồi. Trong các cái ngu nhất khi chơi game thì thường thường sẽ có hai cái ngu nhỉ. Thứ nhất là fit cho gì nhỉ? Cho sát thủ, và thứ hai là fit cho xạ thủ. Nhất là những cái vị tướng xạ thủ mạnh như thế này.
Ví dụ pha vừa rồi mình mà là thằng Nakroth thì mình sẽ lao đầu vào feed thằng Richter này nhá. Đằng nào thì cũng không chạy được nhưng mà cũng phải căn xem là chết dưới tay ai. Nó thí dụ mà bị hạ xuống dưới tay Richter thì nó đỡ nguy hiểm. Chứ còn lao vào vòng tay của xạ thủ team địch thì cũng không khác gì là làm tạo thêm áp lực cho team của mình rồi. Và về bảng ngọc của vị tướng John trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng ngọc đỏ là 10 viên sát thương chí mạng 3,6%. Ngọc tím chúng ta sẽ sử dụng là một lửa hút máu này 1,6% và một lửa tốc đánh tốc chạy 1%. Và cuối cùng ngọc xanh là cây thì chúng ta sẽ sử dụng là 10 viên xuyên giáp 64. Thì theo mình đây là bảng ngọc mạnh nhất cho vị tướng John mà anh em có thể áp dụng trong mọi mùa nhé. Đến với phần combo của cái vị tướng John trong cái phiên bản này thì theo mình combo nó cũng không có gì là khó đâu, nhưng căn bản chúng ta cần phải lưu ý về cái bộ chiêu thức của cái vị tướng này thôi. Thường thường thì combo chúng ta sẽ là sử dụng chiêu thức xong chúng ta đánh thường, đó là hoàn thành chuỗi combo của cái vị tướng John. Nhưng cái quan trọng ở đây thì nếu mà anh em chơi vào những cái map nào, thứ nhất là có những cái vị tướng tàng hình thì chúng ta nên giữ chiêu cuối, tại vì chiêu cuối của John bây giờ có khả năng xoay tàng hình, thế nên chúng ta có thể khắc chế với những cái vị tướng đó rất là tốt. Ví dụ như là Ngộ Không, Batman, Villain, đó John không bao giờ ngán nhé. Còn cái chiêu 2 thì chúng ta sẽ giữ. Thường thường thì mình thỉnh thoảng chúng ta hay bắn kiểu như là để lấy vàng, lấy kinh nghiệm từ cái luyện kim. Nhưng nếu mà anh em đánh cho có mắt tổng thì chúng ta nên giữ. Giữ để giúp chúng ta có thể đẩy lùi được những cái vị tướng sát thủ muốn áp sát. Nhưng lưu ý là đối thủ phải đứng gần mình thì chúng ta mới có thể đẩy lùi được nha. Thế còn thí dụ mà đối thủ nó đứng cách xa một tí hoặc là xa 1 mét thôi thì chắc chắn là không đẩy lùi được rồi. Nói chung thường thường thì cứ là đứng sát người thì đẩy lùi sẽ là hiệu quả nhất. Đó là trong trường hợp chúng ta có chiêu thức thì chúng ta dùng combo kiểu đấy. Nhưng nếu mà chúng ta bị hết năng lượng hay người ta gọi là hết mana thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì theo mình là chúng ta cứ đánh thường thôi anh em. Nó đánh thường thì sẽ là phương án hiệu quả nhất. Hoặc là chúng ta bắn thường khoảng 5 cái, sau đó chúng ta quay người vào giao tranh và ấn đánh thường cũng có thể giúp kích hoạt nội tại vô tận tên của cái vị tướng John. Và trong cái quá trình bắn thì anh em cũng phải lưu ý trong một điều. Đó chính là lúc anh em bắn thì anh em nên đứng im một chỗ nha, đó xả hết đạn chúng ta mới di chuyển. Tại vì nội tại này nó cũng na ná cái loạn trạng của vị tướng Ryoma. Rồi pha lẻ ăn đắp mộ cuộc tình là xác định lên bảng điểm số rồi. Tại vì sao mà mình lại bỏ giống Ryoma thì thường thường khi anh em chơi Ryoma anh em để ý nhá, khi chúng ta đang sử dụng chiêu cuối mà đang trong cái thời gian nó vận hành chiêu ấy, đó chúng ta di chuyển một cái thì ngay lập tức Ryoma sẽ tự động ngắt cái chuỗi loạn trạm. Còn đối với vị tướng John trong khi đang xả mưa tên mà chúng ta di chuyển một cái thì chắc chắn mưa tên sẽ mất rồi. Đó thế nên nhiều khi mình chơi cái vị tướng John này vào cho có bắt tổng, mình cứ đứng im mà mình bắn thôi. Đó thì càng lâu, gọi là càng lâu thì nó hơi sai, nhưng mà chính xác ra là khoảng dây rưỡi anh ạ. Đó, dây rưỡi nha. Thì có thể dồn được rất nhiều sát thương. Nhưng ngược lại nếu mà anh em chơi theo cái lối chơi mà chúng ta có nội tại vô tận tên, chúng ta ấn đánh thường và sau đó chúng ta kéo nút di chuyển thì John vẫn là bắn được cái nội tại nhưng cái sát thương mà John gây ra sẽ rất là ít. Nhưng ở đây thì cũng có khá là nhiều trường hợp. Thí dụ mà tướng địch đang bắn mà tướng địch chạy sang một hướng khác, chúng ta chắc chắn là cũng phải ngắt cái nội tại vô tận tên để có thể đổi mục tiêu. Còn trong trường hợp tướng địch đứng im hoặc là di chuyển không quá là nhiều so với cái khoảng cách ban đầu thì chúng ta cứ đứng im mà bắn thì theo mình sát thương sẽ được dồn là nhiều nhất nhé. Đợi mãi nắc lên bảng điểm số của chúng ta ra nhưng mà ai ngờ đây có cả thêm Frentino này, nhưng chắc chắn là chúng ta vẫn có thể bắn outplay lại được rồi. Anh em thấy chưa, pha vừa rồi là mình cũng chỉ đứng bắn thôi, không di chuyển nhiều, cố dồn sát thương vào Frentino càng nhanh càng tốt. Thí dụ pha đấy mà mình di chuyển thì khả năng bây giờ là cũng hẹo rồi. Thế nên nhiều trường hợp thì chúng ta cứ đứng im mà chúng ta bắn thì sẽ là outplay được rất là tốt. Đến với lối trang bị của vị tướng John trong clip ngày hôm nay, mình sẽ để dưới màn hình. Slot đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là giày kiên cường. Thật ra thì anh em có thể sử dụng là cái gì nhỉ? Cái giày du mục. Nhưng theo mình thì giày thu mục nó cũng hơi nguy hiểm một tí. Tại vì nếu mà chúng ta đối đầu với những cái đội hình mà có nhiều khống chế, giày du mục sẽ rất là nguy hiểm. Còn slot thứ hai chúng ta sẽ sử dụng là thanh kiếm. Slot thứ ba chúng ta sẽ sử dụng là vuốt hung tàn. Và cái này thì nó theo combo rồi. Ui nghe pha này chạy đúng nhỉ? Khả năng là chúng ta chạy được. Một cái pha dùng ulti khá là hay đến từ Frentino. Đứng canh mình hàng tiếng đồng hồ xong bắt đầu dùng ulti vào người Richter. Tiếp tục về lối trang bị. Tại vì sao mình lại gọi là combo đồ? Có nghĩa là bây giờ mà chúng ta lên giày du mục thì cái slot đồ thứ 3 của chúng ta sẽ là cái gì nhỉ? Cái song đao bạo táp.
Còn nếu mà anh em nên là cái giày kiên cường thì slot đồ thứ 3 của chúng ta sẽ là vuốt hung tan. Còn slot thứ 4 trong trận này thì chúng ta sẽ sử dụng là kiếm Ramasa này. Slot thứ 5 thì nó sẽ là cái cung tà ma. Slot cuối cùng nó sẽ là cái nanh Phoenix dành cho vị tướng Yon nhé. Tổng quan qua về 6 build đồ này thì chúng ta cũng sẽ có một lượng chí mạng khá là lớn và một cái lượng công vật lý kèm theo không hề nhỏ. Nhưng anh em lưu ý rằng ở đây là nếu mà chúng ta đối đầu với những cái đội hình mà có nhiều vị tướng tanh ấy thì mình nghĩ là chúng ta cũng nên thêm một cái kiếm Fagnir hay người ta gọi là kiếm Phoenix thì cũng có thể khắc chế vào những cái đội hình tanh đấy khá là dễ dàng. Tại vì nội tại vô tận tên của John sẽ không trùng nội tại với kiếm Fagnir. Lại tiếp tục ăn một pha úp mộ cuộc tình đến từ Ba Đâm, khá là nguy hiểm luôn nhé. Mình cảm giác là lần nào úp là lần đấy chúng ta lên bàn đếm số luôn nhé. Đó, khá là căng luôn. Rồi, nhưng mà bây giờ thì team bạn cũng đã mất đi 2 người rồi. Nhưng những thành viên còn lại thì sát thương vẫn là có, đã có thể đẩy được trụ. 2 AD của hai bên thì đều lên bàn đếm số. Thế nên bây giờ thì chủ yếu sẽ là combat thôi, nó không cần bảo kê. Và như mọi lần thôi, là cách chơi cách đánh thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ luôn về cách khắc chế của cái vị tướng John. Thì theo mình để khắc chế được cái vị tướng John nó cũng rất là đơn giản. Thứ nhất, chúng ta chỉ cần cam vị tướng John trong dạng đầu trận. Có nghĩa là chúng ta chăm sóc John tận tình, tránh để John lết và chúng ta thắng sớm thì cũng có thể khắc John. Hoặc thứ hai là chúng ta khi đối đầu vị tướng John thì nên cố đi chung và bắt vào John. Chứ còn thí dụ đi lẻ mà John lại có thêm cái gì nhỉ, cái cung tà ma thì cũng rất là khó để có thể bắt được John. Và rồi, cái clip của mình và vị tướng John trong ngày hôm nay thì đến đây cũng là kết thúc nha. Và nếu anh em nào thấy hay, rất mong anh em hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục dạng video khác hơn nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau.